Nghĩ hết cái miệng. Rồi chào khán giả trên LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em quay một clip me chua ha, với phôi xanh núi trái ha. Bữa nay có hai loại thôi. Muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 ha. Đây trước tiên vô cái phôi me chua này cho anh em mình tham khảo ha. Đó, phôi me chua này cây rất là già, hôm rồi anh em mình mua trên bên nhà vườn mình thì biết ha. Me chua mình bên mình là có trái hết luôn. Rồi anh này cao 70 ha. Đây em chừa trái cho anh em mình tham khảo luôn ha. Cái trái này nó gãy hết nửa trái. Đây nó ra bông nữa đây nha. Đó. Rồi, cũ đây 33 ha. Đó, cái phôi chua me chua số bột ha. Là 400.000 em bao sống bao ship toàn quốc nha. Rồi, tiếp tục thơm phôi số 2. Vẫn là me chua nha nè. Cao nó 47. Đây mấy cái phôi này cũng có trái luôn nha. Nào nó ngay ở dưới thì em để trái lại cho anh em mình xem, còn nào ở trên thì em cắt. 44 cái củ đây ha. Rồi 400.000 đồng luôn phôi số 2. Rồi tiếp tục cái phôi số 3 nha. Cao nó 68 nha. Củ ở đây là nó 3 đồng mất rồi. Củ đây nó 27 hay nha anh em. Em đo củ ở trên thì nó hơi to hơn ha. Rồi rất là quái nha, 300.000 đồng. Rồi tiếp tục có phôi số 4 nha. Cao nó khoảng 65. Củ đây là nó 32 ha. Đó, củ rất là quái nha anh em. Em thấy cái củ đồ quái nó rất là nhiều ha. Rồi 350 cái phôi này ha. Phôi dán bài rất là đẹp. Rồi tiếp tục số 4. Số 5. Cái phôi này nó nặng trên đầu lắm. Dính giùm em đi. Rồi cây này phôi này cao 54 ha. Củ đây là nó 36. Nó 2-3 tầng lớp củ nha anh em. Nó sổ rất là dài ha. Anh em nhìn thấy ha. Rồi cái phôi này có giá là 350 ngàn nha. Rồi cái phôi số 6 nha. Cao nó khoảng 54 ha. Củ đây nó khoảng 36. Rồi phôi này có giá là 300 ngàn ha. Phôi số 7 nha nè. Cao nó 55. Củ đây nó 44 ha. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn luôn. Em bao sống bao ship luôn nha. Cái phôi số 8 nha. Cao nó khoảng 45 nha nè. Củ đây nó 37 nha. Rồi phôi này có giá là 300 ngàn luôn. Rồi cái phôi số 9 nha. Cao nó 52. Củ đây 27. Rồi phôi này có giá là 300 ngàn nha. Rất là quái nha nè. Cái phôi số 10 nha. Phôi me chua này nó rất là già rồi. Cao nó 49. Củ đây 32 ha. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn. Rồi phôi số 11 nha. Cao nó 62. Củ đây nó 32 nha nè. Ở thân thì rất là quái rồi ha. Đế sổ rất là đẹp ha. 300 ngàn đồng luôn. Em bao sống bao ship luôn nha. Rồi cái phôi số 12. Phôi này, cái phôi này cực kỳ quái luôn. Cao nó 55. Củ này nó 50 ha. Đó anh em nhìn thấy cái độ quái của cái củ nó rất là đẹp nha. Đó cái phôi số 12 là cực kỳ đẹp nha. 400 ngàn đồng. Em bao sống bao ship nha. Rồi cái phôi số 13. Cao 52.
Củ đây 47 ha. Rồi cái phôi này có giá là 350 nè. Em bao sắm bao xếp luôn. Cái này cao 55 ha. Củ đây 35. Rồi 300 ngàn. Sửa lại 300 ngàn đi. Rồi số 15 ha. Cao nó 50 ha. Củ đây 37 nha nè. Rồi vẫn 300 ngàn đồng nha. Em bao sống bao ship luôn nha. Rất là quái luôn. Nghe chua bên em vẫn còn số luôn. Số 29 này cực kỳ quái nha, cực kỳ đẹp nha, 300 ngàn đồng.
số 30 nha, cài dán bay rất đẹp nha nè. Cao nó 41. Cũ là 34 ha. Đó. Cây này có giá là 300 ngàn nha nè. Rồi cây số 31 ha. Cao nó 50. Cũ đây nó 33 ha. Rồi số 51 này có giá là ba, số 31 là cái giá 300 ha. Bao sống bao ship luôn. Số 32. 33. Cái này số 33 nha nè. Không có số 32 ha, 50 là cao ha. Rồi này là 44 ha. Rồi cái phone này có giá là 400 ngàn nha nè. Cái phone này cũ đế rất là quái nha. Rất là đẹp nha nè. 400 ngàn. Rồi cái này số 32 này nha nè. Đó, rất là quái. Cái phone với 32 này là 400 ngàn nha. Nó rất là quái nha nè. Cao nó 56. Cũ đế này nó 33 ha. Đó, anh em nhìn thấy cái bộ sổ nó hơn 1 gang ha. Rồi cái phone này 400 ngàn. Rồi số 34. Cao nó 52. Rồi cũ đây 40 ha. Rồi 300 ngàn. Em bao sống bao ship luôn ha. Số 35 ha. Vẫn 300 ngàn nè. Cao nó 48. Cây này cũ đế rất là đẹp luôn. 45 là cũ đế đây ha. Thân thì rất là quái luôn, 300 ngàn đồng, số 35. Số 36 nè. Số 36 này là 400 ngàn nè. Cao 44. Cũ đây là 35 ha. Anh em nhìn thấy cái độ quái của cái thân này rất là đẹp nha. Rồi 400 ngàn đồng, em bao sống luôn. Số 37 nè. Cây dáng cực kỳ quái luôn nè. Cao 48 nè. Cũ đây là 49 nha. Đó, anh em thấy nó rất là quái nha. 400 ngàn đồng. 350 ngàn thôi. Số 37 này 350 ngàn. Số 38 này cũng 350 ngàn luôn nha. Cao 45. Cũ đây 40 ha. Rồi 350 ngàn. Số 38 này 350 ngàn. Số 39 nè ha. Cao nó 58. Cũ đây là 37 nha. Rồi cái phone này có giá là 300 ngàn nha. 300 ngàn. Có trái. Số 40 ha. Cao nó khoảng 42. Cái cũ đây khoảng 32 ha. Cái này có con trái nhỏ xíu đây nè, rất là dễ thương nè. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn, em bao sống bao ship luôn. Rồi hôm nay em lên xăm núi trái nè. Xăm núi trái nha, cây rất là quái. Cây rất là quái nha nè. Cao nó 34 ha. Ở đây là vị trí này là 18 ha. 19 em kể 18 thôi ha. Đế thì rất là quái, rất là già ha. Đây, anh em thấy cái độ ghế ha. 350 ngàn cái phôi số 341 này, 350 ngàn. Số 42 ha. Nó là xăm núi trái luôn. Cao nó 35 ha. Em đo dòng cái cũ đây đi ha, cũ đây là 21 ha. Rồi 300 ngàn đồng. 300 ngàn đồng, một cái phôi xăm núi trái nha. Em bao sống bao ship nha anh em, đế rất là quái nha. Số 343 ha. 32 là chiều bay. Đây là 15 ha. Rồi vẫn 300 ngàn đồng. Số 43 300 ngàn đồng. Rất là quái luôn. Số 44 ha. 42 là chiều bay xuống đây ha. Chỗ này là 18 nha. Đây nè. Anh em thấy cái độ cũ đế nó rất là quái nha. 350 nha. Số 45 ha. 35 là chiều bài.
chỗ này là 17 nha nè, 350 nha. Cây sâm nó trái rất là già, rất là quái nha. 46 nha, vẫn 350 ngàn luôn. 40, 37 là chiều bay xuống đây ha. Chỗ này là 18 nha. Củ đế rất là lớn, lực luôn ha. Rồi cái này 350 ngàn luôn. 47 ha. 34 là chiều bay ra đó nha. Củ đây 18 nha nè. Đế rất là quái nè, lực 350 ngàn luôn. Cây số 48 nha nè. Cây rất là to, rất là già nha nè. 32 là chiều bay ra đó nha. Em lên dòng cái củ này đi ha. Củ này là 21 ha. Đó, cây rất là lực, rất là to nha. 400 ngàn, cái phôi này số 48 là 400 ngàn. Số 49 nha. Cái phôi số 49 này rất là to nha. 36 là chiều bay nha. Đó, chỗ dòng này là 22 nha nè. Đây anh em nhìn thấy cái bộ đế nó rất là khủng, rất là lực luôn ha. Cây này rất là quái nè, cây này có giá 400 ngàn luôn, số 49 ngàn nha. Số 50, 42 là chiều bay xuống đó nha. Ra chỗ cái này 20 ha. Cái này anh em nhìn thấy cái bộ đế của nó nè, cực kỳ khủng luôn. Đó, rất là khủng nha nè. Rồi cây này cũng có giá là 400 luôn. Em ba sống vào xếp. Cái số 51 ha. 42 là chiều bay ra đây nha. 18 đây nha nè. Rồi cái số 51 này cũng giá là 400 luôn ha. Số 52. 40 là chiều bay nha. Cây này em đo dòng cái cổ này đi ha. Cổ đây là 19 nha. Đây nè anh em thấy cái bộ đế cực kỳ khủng luôn nha. Rồi cái này có giá là 400 ngàn luôn, số 52. Số 53. Bay đây là 37. Chỗ này là 15 ha. Cái phôi này có giá là 350 ngàn thôi. Số 53, 350 ngàn. Sửa lại nè, 350 ngàn. Số 54 nha. Số 54 vẫn 350 ngàn luôn nha nè. 30 là chiều bay. Đo cổ này là 18 nha, 350 ngàn luôn. Sửa cái này 350 ngàn luôn. Rồi số 55 ha. 40 là chiều bay xuống đây ha. Chỗ này là 21 nha nè. Đó, đế thì cực kỳ đây ha. Đó. Cây số 55 này có giá là 400 ngàn nha. Rất là đẹp nha nè. Dèm trồng dáng nào cũng đẹp hết. Rồi số 56 nha. Cao nó khoảng 24. Nó dòng cũ dưới này đi 23 ha. Cây đế cực kỳ khủng luôn nha nè. Cây này có giá là 350 ngàn thôi. Số 56 này 350 ngàn thôi. Sửa lại 350 ngàn nha. Đây một cây dáng trực rất là đẹp đây. Cao nó 35. Cổ chỗ này là 19 nha. Anh em nhìn thấy bộ đế đó nè. Rất là khủng, rất là to, rất là đẹp nha. Cây này có giá là 400 ngàn nha. Cây số 58. Là chiều cao ha. Cổ chỗ này là 18 nha nè. Cây bên em trồng là bao đế cho anh em mình chơi luôn ha. Cây này có giá là 350 ngàn luôn. Sửa lại 350 ngàn luôn. Rồi cây số 59 nha. Cao nó 33. Chỗ này là 16 nha. Rồi 300 ngàn thôi. Cây số này 300 ngàn thôi. Sửa lại luôn. Rồi cây 60 ha. 40 là chiều bay ha. Rồi chỗ cái cổ trên này là 14 nha nè. Rồi cây này có giá là 300 ngàn. 300 ngàn. Rồi cây số 61 nha. Sửa cái đó làm em nha. Cây này 32 là cao. Chỗ này là 16 nha nè. Đó.
Thành thân cái này 16. Rồi cây này có giá là 350 nha. Đế cực kỳ đẹp nha. Rồi cây số 62 nha. 32 là chiều bay nha. Chỗ chỗ này là 18. Đế cực kỳ quái luôn. Cây này có giá là 350 ngàn luôn nha nè. Số 63 ha. Cao 32 ha. Chỗ này là 15. Rồi cây này có giá là 300 ngàn. Em bao sống bao ship nha. Rồi này em lên xong nước cặp nha nè. Cặp số 64 nha. Một cặp như thế này là em bán dòng giá 500 ngàn đồng nha nè. Đó cặp cây chơi cây mini có phơm tàn sẵn luôn nha nè. Này bên cây này là cao khoảng 32 ha. Cây có bộ đế hết ha. 13 đây ha. Đó cây có củ đế hết nha nè. Cây bên đây để em đo tham khảo cho anh em mình coi ha. Chỗ này là 16 nha nè. Đó cây rất là lớn luôn nha, cây thì dáng rất là đẹp luôn, đồng giá là 500 ngàn một cặp, em bán giao lưu là cặp này ha. Rồi cặp số 65 ha, một cặp dáng bay. Rồi cao khoảng 40, cái cặp này đế rất là đẹp nha, rất là khủng nha. Và ra dòng cái củ đế cái cặp này, cây này là 13 đây ha. Mà cây này thì rất là to ha, cây này to hơn rất là nhiều nha. Củ đế này mình về mình khai thác dưới nữa ha. Rồi đồng giá 500 ngàn một cặp như thế này nha nè. Cái này em trồng trong chậu từ nhỏ vậy nè, anh em về mình cứ để nguyên như thế này ha. Mình để trong mát thì cây sẽ sống rất là khỏe luôn. Rồi cặp số 66. Đây cặp này rất là đẹp đây, anh em nào nhanh tay chốt được cặp này rất là đẹp nè. Cây này cao nó khoảng 32 nè. Cặp này hai cây đế đều đẹp hết như nhau. Chỗ này là 18 nha. Đó, cây bên đây đế cũng cực kỳ đẹp luôn. Cây cũng tương tự vậy luôn nha. Cái cặp này đế rất là đẹp luôn. Cặp này vẫn 500 ngàn đồng luôn. Anh em nhanh tay chốt được cặp này ha. Rồi, cặp số 67 ha. Đó, vẫn một cặp xăm nối trái mini ha. Cái này anh em nhìn để bàn chơi rất là đẹp nha. Cao 32. Đó, hai cây nào cũng có đế hết nha. Chỗ này là 15. Đó, cây nào cũng có đế hết. Cây này có đế, cây này cũng đế rất là to nha. Rồi, 500 ngàn một cặp như thế này. Hai đồ lấy 1 cây. Rồi, cặp số 68 nha nè. Một cặp dáng bay hết. Đó. Cái này cao khoảng 26 thôi. Chỗ này là 14 nha nè. Cây này to hơn nha. Cây này rất là to nha. Đó, cây này tới 18 lần nha. Rồi, đồng giá 500 ngàn một cặp như thế này. 500 ngàn một cặp xăm núi trái mini để bạn ha. Anh em về mình mua cái chậu đẹp. Đúc vô là quá trời đẹp luôn. Rồi cặp số 69 nha. Đó, vẫn một cặp xăm trái mini luôn. Cao nó 32. Chỗ này là 15 nha nè. Cái này bên đây 14. Rồi đồng giá 500 ngàn một cặp như thế này nha. Rồi cặp số 70 ha. Là cặp cuối cùng bên clip của em hôm nay luôn. Một cây cao, một cây thấp. Cao cây này 30 ha. Hai cây đều đế đều đẹp hết nha nè. Cây này có một cái bộ đế nơm, đế chải rất là đẹp nha. Đây, cây này đế chải rất là đẹp nha. Rồi đồng giá 500 ngàn một cặp cuối clip này luôn. Rồi em cảm ơn em qua trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn em ha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau nha.